bị cáo Nguyễn Văn Hưng. Bị cáo Hưng cho biết là cáo trạng viện sát tối cao xác định về hành vi phạm tội của bị cáo đúng không? Dạ thưa hội đồng xét xử, là cáo trạng xác định về hành vi của bị cáo là đúng. Tất nhiên là có, nếu hội đồng xét xử cho phép thì có đúng không? Đúng ạ. Đúng. Về hành vi và tức là cáo trạng xác định đúng rồi đúng không? Vâng. Thế trong cái quá trình làm việc mà thực hiện cái việc mà ra hai cái quyết định thanh tra đó, cử đoàn thanh tra 315 và 85 đó, đúng không? Rồi thay đổi kế hoạch 92 sang 99 ấy. Rồi nghe báo cáo của đoàn thanh tra mà trực tiếp là Đỗ Thị Nhàn cấp dưới là trưởng đoàn báo cáo lên, rồi báo cáo không trung thực thì cáo trạng xác định rồi, cái này hội đồng không nhắc lại nữa. Thì bị cáo có nhận tiền quà gì từ ngân hàng SCB không? Dạ trong cái có nhận không? Thanh tra thì bị cáo trong các cái dịp lễ Tết mùng 2 tháng 9 có nhận tiền lễ Tết mùng 2 tháng 9 có. Nhận từ ai, nhận từ đâu? Anh Đinh Văn Thành chủ tịch và anh Võ Tấn Hoàng Văn tổng đốc. Anh Đinh Văn Thành chủ tịch và anh Võ Tấn Hoàng Văn giám đốc. Vâng. Nhận bao nhiêu lần và nhận bao nhiêu tiền? Thì sau khi mà đến thực sự báo cáo với hội đồng xét xử là bị cáo khi mà lên làm việc cơ bị quan cáo đẩy cái micro nói lớn để khi làm việc với cơ quan điều tra mà. Khi làm việc cơ quan điều tra thì cơ quan điều tra mới xác định bị cáo nhờ là xác định giúp là bị cáo những dịp mùng 2 tháng 9 lễ Tết thì bị cáo nhận tổng số tiền là bao nhiêu, bởi vì là bị cáo cũng xác định là nếu trong trường hợp mà nhận tiền thì chắc chắn là anh Văn và anh Thành cũng sẽ có ghi sổ đầy đủ. Thì bị cáo sau khi cơ quan điều tra xác định cho bị cáo là số tiền bị cáo nhận là những ngày này tổng số tiền là thế này thì là bị cáo tức là theo bị cáo là nhận thì vâng. Nhiều lần cho bị cáo không nhớ vâng. Nhưng mà theo bị cáo nghĩ là anh Văn anh Thành chắc anh sẽ ghi sổ đầy đủ vâng. Thì... và cho nên là cái số mà anh Văn mới khai ấy, vâng. Thì là đúng đúng không vâng. Thì sau này thì tất cả cái tài liệu đấy xác nhận bị cáo nhận bao nhiêu là 390.000 390.000 đúng không vâng. Thế là vì nhận 390.000 trong những ngày lễ Tết rồi đã làm những cái việc sai như cáo trạng xác định, bị cáo trình bày tóm tắt lại những việc làm của mình sai phạm. Thưa hội đồng xét xử, cuộc thanh tra ngân hàng SCB là một cuộc thanh tra định kỳ theo kế hoạch, không phải là một cuộc thanh tra đột xuất. Tức là tình hình của SCB trước khi thanh tra nếu theo các kênh báo cáo thì là hoạt động bình thường. Do đó cuộc thanh tra được xác định là thanh tra theo định kỳ. Thì trước khi ngân hàng nhà nước có quyết định thanh tra thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có kế hoạch là giao cho thanh tra Chính phủ thanh tra ngân hàng SCB. Nhưng sau đó thì theo bị cáo nhớ thì nó có một cuộc làm việc giữa lãnh đạo thanh tra Chính phủ và ngân hàng nhà nước thì xác định là bây giờ giao một đầu mối thanh tra, và lúc đó thanh tra Chính phủ báo cáo với Thủ tướng và Thủ tướng giao cho ngân hàng nhà nước là trực tiếp thanh tra đối với ngân hàng SCB và thành lập đoàn thanh tra liên ngành có sự tham gia của các đơn vị khác ngoài ngân hàng nhà nước là thanh tra Chính phủ, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia và kiểm toán nhà nước. Thì sau khi có kế hoạch như vậy thì bị cáo đã chỉ đạo là vụ 1 được giao là đầu mối và sẽ là thành lập đoàn thanh tra là tiến hành công tác khảo sát tình hình của ngân hàng SCB trên cơ sở các báo cáo giám sát, trên cơ sở các kết luận thanh tra từ trước và tình hình khắc phục chấn chỉnh sau thanh tra của ngân hàng SCB mà được ngân hàng nhà nước theo dõi để xây dựng kế hoạch và nội dung trước khi ra quyết định 315 của quyết định thanh tra ngân hàng SCB đợt 1 là kể từ mùng 1 tháng 8 năm 2017 và bắt đầu thanh tra là từ ngày 16 tháng 1 năm 2018 cho đến tháng 4 năm 2018 thì có quyết định thanh tra gia hạn thời hạn thanh tra là quyết định 85 là gia hạn là quyết định thanh tra thêm 15 ngày. Thì trong cái quá trình thanh tra thì bị cáo ngay từ đầu đã xác định với đoàn thanh tra đây là cuộc thanh tra mặc dù là thanh tra mục trọng tâm là thanh tra tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu 2015-2019 của ngân hàng nhà nước nhưng cần phải xác định rõ được thực trạng tình hình của SCB, chỉ ra cho SCB biết những vấn đề còn tồn tại hạn chế và những vấn đề mà SCB cần phải khắc phục. Và trong quá trình thanh tra, nếu đã làm nội dung nào theo đúng kế hoạch của nội dung thanh tra thì phải làm đến cùng. Làm đến cùng tức là chỉ xác định rõ được toàn bộ thực trạng của những vấn đề và nội dung thanh tra đã được xác định trong quyết định thanh tra. Thế thì trong đợt thanh tra đợt 1 thì theo quan điểm và suy nghĩ của bị cáo, thực sự mà nói thì khi làm việc với cơ quan điều tra thì khi cơ quan điều tra đưa cho bị cáo cái kết luận thanh tra và hỏi
bị cáo là bị cáo có thấy cái gì bất thường trong kết luận không, thì báo cáo thật với hội đồng xét xử là bị cáo nói luôn với cơ quan điều tra là bị cáo không nhìn thấy cái gì bất thường cả. Thế sau đó thì cơ quan điều tra đưa ra một số cái chứng từ nữa, báo cáo nữa, như báo cáo kết quả thanh tra và một số báo cáo, thì bị cáo mới thấy là có một sự sai lệch. Lúc đó bị cáo mới biết là có một sự sai lệch về mặt số liệu. Thì sau đó sai lệch cụ thể là sai lệch gì? Sai lệch số liệu thì bị cáo không nhớ rõ, nhưng mà nó là ở những cái chỉ tiêu khá cơ bản để phản ánh được một thực trạng của hoạt động của một ngân hàng, để đánh giá thực trạng của ngân hàng trạng. SCB đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như để ngoài nợ xấu này, phân loại nhóm nợ không đúng quy định này, đúng không? Đúng rồi. Để ngoài dự phòng rủi ro này, đúng rồi. Rồi không đưa cái dự thu lãi ra khỏi thu nhập này, đúng không nào? Vân vân. Vâng, đúng rồi. Thế thì sau đó thì xin hội đồng cho bị cáo trình bày tiếp ạ. Thì bị cáo trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, thì bị cáo xác định ngay với cơ quan điều tra là nếu trong trường hợp, bất luận trong trường hợp nào, dù là lỗi của ai thanh niên trong đoàn thanh tra, thì với tư cách là người đứng đầu và người ra quyết định thanh tra cũng như đứng đầu cơ quan thanh tra giám sát đó, mặc dù bị cáo là phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan giám sát chứ không phải là tránh thanh tra, nhưng rõ ràng bị cáo là người đứng đầu, bị cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tuy nhiên trong cái quá trình làm việc cơ quan điều tra thì bị cáo cũng đã trình bày rất rõ với cơ quan điều tra là cái điểm mấu chốt báo cáo đợt 1, kết quả thanh tra đợt 1 nó là cái gì để mà dẫn đến là báo cáo không đúng, không đầy đủ, không khách quan, không trung thực cho lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ. Thì đó chính là cái việc là đã không xử lý phân loại nợ, phân loại nhóm nợ đúng quy định. Như lúc nãy hội đồng xét xử đã nói, tức là lẽ ra nó là khoảng từ nhóm 3 đến nhóm 5 của một số dự án thì lại để nhóm 1. Thì riêng cái này thì bị cáo xin trình bày là cái này thì trong báo cáo tiến độ và 12, 18 và 19 thì đoàn thanh tra, trưởng đoàn thanh tra là chị Nhàn cũng đã có báo cáo đầy đủ chuyện này và đề xuất với bị cáo là ký một cái tờ trình thống đốc ngân hàng nhà nước để xin ý kiến chấp thuận hay không chấp thuận việc phân loại nợ từ nhóm 3, nhóm 5 để quay trở lại nhóm 1. Thì bị cáo có xem cái báo cáo 12 thì bị cáo có bút phê là đã xem nhưng bị cáo chưa xử lý. Đến báo cáo 18 thì bị cáo đã có rất nhiều ý kiến là đề nghị đạo đoàn là cần phải làm rõ. Trước khi bị cáo có nói với trưởng đoàn là nếu với một cái tình trạng như thế này thì bị cáo chưa thể ký tờ trình được. Thế sau đó mà bị cáo có yêu cầu đoàn là làm rõ thì đến báo cáo 19 thì đoàn cũng đã làm rõ nhưng vẫn còn một số vấn đề nữa chưa làm rõ, thì bị cáo lại yêu cầu tiếp tục làm rõ, do đó bị cáo chưa ký cái văn bản tờ trình lên thống đốc nhà nước để xin ý kiến. Thì trong thời gian đó thì báo cáo hội đồng xét xử là chính phủ chỉ đạo ngân hàng nhà nước, liên tục chỉ đạo ngân hàng nhà nước là trong các cuộc họp cũng như là các cái báo cáo của ngân hàng nhà nước lên thì chính phủ yêu cầu là phải khẩn trương hoàn thành cái cuộc thanh tra này để sớm ra kết luận và liên tục báo cáo. Thế do đó mà ở đây rõ ràng là đây là có phần trách nhiệm của bị cáo, là bị cáo đã không kiểm tra, không giám sát, không giả soát và chỉ đạo thường xuyên những cái ý kiến mà mình đã đưa ra chỉ đạo cho đoàn. Chính vì vậy mà bị cáo đã không nhớ đến và không kiểm tra xem là cái mà ý kiến mà yêu cầu đoàn làm rõ để trước khi bị cáo ký cái văn bản trình thống đốc về phân loại nợ. Do đó mà bị cáo tiếp tục khi mà đoàn báo cáo các cái báo cáo lên để ra báo cáo ngân hàng nhà nước trước khi báo cáo chính phủ thì bị cáo đã chấp thuận cái báo cáo đó và đó là trách nhiệm của bị cáo. Và chính vì cái này mà nó dẫn đến là cái chỉ phản ảnh chỉ tiêu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của ngân hàng, phân nợ tỷ lệ nợ xấu, thoái lãi dự thu của ngân hàng SCB với một số tiền bị cáo không nhớ nhưng mà rất là lớn, và nó làm sai lệch đi cái báo cáo và kết quả tài chính của ngân hàng SCB. Thế đến đợt 2 thì thực ra lúc đầu ấy, khi đi họp báo cáo của ngân hàng nhà nước, sau đó thì Thủ tướng Chính phủ mà cụ thể là Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo và đã có một cái thông báo số 42 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc là yêu cầu ngân hàng nhà nước tiếp tục thanh tra, giả soát mà tập trung nội dung chủ yếu là vào 71 khách hàng có cùng địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai thuộc chi nhánh Phạm Ngọc Thạch và một số chi nhánh khác. Thì lúc đầu bị cáo cũng chưa thực sự hiểu rõ là tại sao mà chính phủ lại yêu cầu như vậy. Bởi vì thứ nhất là tại đợt thanh tra thứ nhất thì
đoàn thanh tra do tổ thanh tra 5 do anh Lê Thanh Hà là trưởng đoàn, thì anh Lê Thanh Hà cũng đã xác định, sau này có báo cáo của đoàn lên thì bị cáo Nguyễn là xác định là ở đó cũng đã có rất nhiều vi phạm, mà lúc đó chỉ thanh tra 20 hồ sơ, tức là 20 khách hàng trong 71 khách hàng, và dư nợ chỉ có 28 ngàn tỷ, hơn 28 ngàn tỷ. Thì trong cái quá trình thanh tra của đợt 1 thì bị cáo liên tục gọi điện cho trưởng đoàn là yêu cầu là phải cần phải xác minh rõ là nếu vay để làm dự án thì dự án đó là dự án nào, ở đâu, dự án đấy có đang triển khai không, mức độ thi công đến đâu, tiến độ thế nào và khả năng để trả nợ cho ngân hàng đến đâu. Sau đó thì trưởng đoàn có báo cáo là có đi xác minh một số dự án, nhưng còn một số dự án nữa thì nói là không đi xác minh được. Và trưởng đoàn có nói là hiện nay là tình trạng dự án là cũng đang đình trệ, có một số dự án thì còn đang triển khai và hồ sơ pháp lý thì có một số dự án là chưa đầy đủ. Thì bị cáo có nói là vậy thì những trường hợp này có dấu hiệu hình sự không, có nguy cơ xảy ra rủi ro và mất vốn cho ngân hàng không, nếu trong trường hợp mà có nguy cơ mất vốn và rủi ro cho ngân hàng mà có dấu hiệu hình sự thì cần phải xem xét báo cáo để mà xem xét có thể chuyển cho cơ quan chức năng xử lý. Còn nếu trong trường hợp mà không có xác định là chưa có dấu hiệu hình sự thì theo quy định của thanh tra thì nếu thấy có dấu hiệu rủi ro cho ngân hàng thì cần phải thu hồi nợ trước hạn, yêu cầu thu hồi nợ trước hạn để làm sao đảm bảo cái an toàn vốn cho ngân hàng. Thì chính vì vậy mà đoàn cũng đã có cái yêu cầu, nếu bị cáo nhớ không nhầm, yêu cầu là SCB phải thu hồi nợ trước hạn đối với 20 khách hàng này, tổng số tiền là gần 30 ngàn tỷ. Thì trong cái quá trình này tiếp tục nữa thì sau khi kết thúc được thanh tra 1 thì đến đợt thanh tra 2 là có cái thông báo 42, nhưng bị cáo đã báo cáo với hội đồng xét xử. Thì sau này bị cáo mới biết lý do ra thông báo 42 là tổ thanh tra 5 của anh Lê Thanh Hà là trưởng, là tổ trưởng, trong quá trình thanh tra đã phát hiện khá nhiều những vi phạm trong quá trình cho vay của SCB đối với nhóm khách hàng có cùng địa chỉ đăng ký kinh doanh số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Và anh Lê Thanh Hà đã có một cái báo cáo cho lãnh đạo kiểm toán nhà nước, để lãnh đạo kiểm toán ngân hàng nhà, của kiểm toán nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực trạng cho vay đối với 71 khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Và lúc đó thì sau này bị cáo được biết đây là thông tin mà bị cáo nghe được thôi chứ còn không có chính thức, bởi vì là anh Hà cũng không báo cáo với bị cáo, và bị cáo không biết cụ thể cái báo cáo mà kiểm toán nhà nước báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ là thế nào, nội dung thế nào. Nhưng trong đó thì anh Hà có báo cáo. Bị cáo dừng ở đây đi. Bị cáo cho biết thì khi mà cái kế hoạch 92 điều chỉnh sang kế hoạch 99 thì căn cứ nào để điều chỉnh sang kế hoạch 99? Thực ra thì xin báo cáo hội đồng xét xử là cái báo cáo 92 là báo cáo kế hoạch 92. À, kế hoạch 92 được điều chỉnh bằng kế hoạch 99, thu hẹp phạm vi thanh tra. Thì lý do tại sao bị cáo lại ký cái kế hoạch này? Báo cáo với hội đồng xét xử là cái kế hoạch đó là lúc đó là bị cáo nhớ không, nếu nhớ không nhầm thì là ngày 17 tháng 4 năm 2018 thì đoàn thanh tra họp tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó thì bị cáo đang ở Hà Nội. Thì trước đó thì nhà có gọi điện cho bị cáo là xin ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra. Thì bị cáo có nói với chị Nhàn là lý do gì và tại sao lại điều chỉnh kế hoạch. Kế hoạch đang làm đã làm được khoảng 7, nếu bị cáo không nhớ không nhầm thì được khoảng 7 ngày làm việc theo kế hoạch 92 rồi, thì tại sao lại điều chỉnh. Thì bị cáo chị Nhàn có nói là vì thời gian thanh tra không còn nhiều đấy, và nội dung thanh tra thì bây giờ lớn, do đó mà cần phải điều chỉnh kế hoạch. Mà trong trường hợp vì thanh tra, thời gian thanh tra không còn nhiều đúng không? Dạ. Vâng. Nội dung thanh tra không lớn, nhưng mà bị cáo phải nhớ rằng đây là theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực đúng không nào? Đúng ạ. Chỉ đạo, thế mà các bị cáo là dám điều chỉnh kế hoạch thu hẹp lại, nếu mà thời gian không có thì xin ra hạn, cái việc đấy là bình thường thôi đúng không nào? Đúng ạ. Mà lại điều chỉnh trở lại thì đây là bị cáo có cái tư duy gì khi mà bị cáo Nhàn đề xuất hay không, chủ động đề xuất hay không? Thực cái thứ hai bị cáo trả lời nữa này, thì sau khi mà tại thời điểm thanh tra khi đã phát hiện ra 71 khách hàng cùng địa chỉ có số dư nợ rất lớn và vi phạm rất lớn trong cái tín dụng này,
Nhưng đến thời điểm thanh tra thì tính đến ngày 30 tháng 6 2017 thì đã thanh khoản toàn bộ. Thì tiền đâu ra để làm việc đó? Bị cáo có đặt vấn đề cái chỗ này không? Dạ thưa hội đồng, đặt câu hỏi chỗ này không? Dạ thưa hội đồng xét xử, thứ nhất là về cái suy nghĩ của bị cáo về điều chỉnh kế hoạch thì thực sự mà nói là chỉ thuần túy là bị cáo nghĩ rằng là cái chuyện điều chỉnh này thời gian do thời gian thanh tra và yêu cầu chỉ đạo kết thúc thanh tra sớm, do đó mà cái chuyện điều chỉnh kế hoạch thanh tra này thì bị cáo chỉ nghĩ đơn thuần đấy là nó về mặt thời gian. Còn bị cáo không có bất cứ một suy nghĩ và cũng không hề tư duy là lý do tại sao mà phải điều chỉnh như thế. Do bị cáo dừng này đó là... rõ ràng trên thực tế do điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã là không làm một cách toàn diện, không phản ánh đúng bản chất của 71 khoản vay của số 4, đúng không nào? Đúng ạ. Và đó cũng là che đậy hành vi phạm tội chính ở cái số 71 khách hàng này. Thì báo cáo với hội đồng xét xử, cái nội dung thứ hai là cái việc mà đối với 71 khách hàng thì xin báo cáo với hội đồng xét xử là sau khi trong các báo cáo trước đây, báo cáo của đoàn thanh tra thì theo nguyên tắc của đoàn thanh tra đã được ghi rõ trong kế hoạch về quy chế báo cáo thì từng thanh tra viên sau khi thanh tra kiểm tra hồ sơ thì báo cáo cho tổ trưởng tổng hợp lại và báo cáo cho trưởng đoàn, và trưởng đoàn trên cơ sở tất cả báo cáo của các tổ thì tổng hợp lại để xây dựng các báo cáo định kỳ gửi cho người ra quyết định thanh tra là bị cáo. Và trước khi bị cáo có yêu cầu là trước khi gửi báo cáo cho bị cáo thì cần phải được thông qua và được sự thống nhất chung của tất cả các thành viên trong đoàn thanh tra. Chính vì vậy mà trong cái đối sau khi mà tổ 3 có báo cáo cho trưởng đoàn về thực trạng và tình hình của 71 khách hàng, quá trình cho vay của SCB đối với 71 khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, thì trưởng đoàn là chị Nhàn có báo cáo và đề xuất với bị cáo là tổ chức một cuộc họp với tổ thanh tra 3 và đại diện các tổ thanh tra khác. Thì bị cáo lúc đầu có nói là cái này thuộc thẩm quyền của trưởng đoàn thì trưởng đoàn cứ triệu tập họp, nếu trong trường hợp mà trưởng đoàn thấy rằng vượt thẩm quyền thì trưởng đoàn báo cáo lại. Nhưng sau đó bị cáo thấy việc này là cần thiết phải có sự chỉ đạo của bị cáo thì bị cáo quyết định là bị cáo trực tiếp chỉ đạo cuộc họp này và triệu tập cuộc họp vào ngày 21 tháng 5 năm 2018. Và trong cuộc họp này, sau khi nghe báo cáo của tổ thanh tra 3 và đại diện của một số thành viên của các tổ thanh tra khác, tổ thanh tra 3 đưa ra rất nhiều các thông tin về tình hình sai phạm, mức độ sai phạm của việc cho vay của SCB đối với 71 khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, thì bị cáo quyết định là yêu cầu là phải tiếp tục đi xác minh, mặc dù lúc đó thời gian thanh tra chỉ còn có một ngày thanh tra. Nhưng bị cáo nói với, sau đó bị cáo nói với chị Nhàn là dù còn một ngày thanh tra nhưng thuộc thẩm quyền của mình vẫn có thể xác minh được bằng cách yêu cầu SCB gửi toàn bộ lại hồ sơ các chứng từ thu hồi. Trên cơ sở đó thì mình có thẩm quyền, và bị cáo nói là tôi sẽ ký văn bản để gửi cho các ngân hàng xác minh xem dòng tiền trả nợ là tiền ở đâu. Bởi vì bị cáo quan niệm là nếu trong trường hợp mà xác minh được đầy đủ cái này và làm đầy đủ thì sẽ phải xác minh lại từ đầu việc cho vay. Mà nếu xác minh lại từ đầu việc cho vay thì sẽ xác định được là một khoản vay phát sinh kể từ khi ngân hàng giải ngân và hạch toán dư nợ cho khách hàng cho đến khi thu nợ thì sẽ phát hiện ra được cái sơ hở của cái việc điều chỉnh. Rồi, như thế là các bị cáo nắm rất rõ, rất chắc quy trình. Đã. Xong rồi trên thực tế mình không làm đúng như thế, đúng không nào? Thế thì bị cáo cho biết là với tất cả các cái báo cáo mà không đúng, không trung thực, đúng không nào? Gắt bớn như thế thì theo bị cáo, với cái báo cáo không trung thực như thế thì để báo cáo lên cấp trên thì cấp trên có đủ thông tin để xử lý về cái tình trạng SCB tại thời điểm các bị cáo báo cáo không? Có đầy đủ thông tin không? Thưa đồng xét xử, tất theo bị cáo không ạ. Tức là do vì từ dưới, đúng rồi, tất cả các cái thành viên thanh tra, đúng không nào? Rồi trưởng đoàn thanh tra do nhận tiền của Trương Mỹ Lan thông qua các bị cáo khác, rồi cũng do chính bị cáo cho rằng bị cáo nói là không sâu sát kiểm tra, không cụ thể từng khoản một, cho nên dẫn đến cái việc mà đã không phát hiện ra cái sai lệch thực tế của SCB với báo cáo của các đoàn thanh tra, các tổ thanh tra để đã ký các cái văn bản gửi lên cấp trên, mà cụ thể là ngân hàng nước và thủ tướng chính phủ. Và đó cũng là chính lý do bị cáo nói với tất cả thông tin đó thì cấp trên không đủ thông tin để xử lý, đúng không nào? Đúng ạ. Thế thì viện kiểm sát tối cao truy tố cái hành vi của bị cáo mà bị cáo thừa nhận là đúng rồi, với cái hành vi như thế rồi với việc làm như thế
Rồi trong cái quá trình đó thì lễ Tết thì cũng có nhận quà bình thường các thứ, thì viện sát truy tố hành vi đó với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn thì có ý kiến gì không? Thì thưa hội đồng xét xử, thì trước hết là về mặt hành vi như lúc đầu bị cáo có nói là với tư cách là người đứng đầu thì bị cáo xác định là bị cáo sẽ phải chịu trách nhiệm. Tức là về hành vi bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi. Rồi trong cái ngày lễ Tết thì có nhận tiền quà, mà đến khi mà đối chiếu so sánh tổng hợp là 390.000 đúng không? Và với hành vi đó viện sát tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ á, thì bị cáo có ý kiến không? Bị cáo trình bày ngắn gọn thôi. Theo quan điểm của bị cáo thì tất cả những nội dung vừa rồi bị cáo trình bày thì bị cáo muốn trình bày với hội đồng xét xử một việc, tức là hoàn toàn cái việc mà báo cáo không đầy đủ, không đúng, không trung thực và thiếu khách quan kết quả thanh tra cho lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ, để dẫn đến là chính phủ và lãnh đạo ngân hàng nhà nước không có đầy đủ thông tin để đưa ra những cái quyết định quản lý chính xác của mình để mà ngăn chặn được những cái hành vi vi phạm tiếp theo của ngân hàng SCB là có trách nhiệm của bị cáo. Nhưng bị cáo hoàn toàn không chủ động, về mặt ý thức bị cáo hoàn toàn không chủ động để mà thực hiện cái việc đó, mà cái này là do thực sự là lúc đó là bị cáo cũng sắp là đến thời điểm nghỉ hưu. Thế do đó mà bị cáo thực sự mà nói là chưa dành hết toàn tâm, toàn lực và thời gian cho cuộc thanh tra này, và đã không kiểm tra, giả soát kỹ tất cả các cái báo cáo, tất cả các tình hình của thanh tra, để dẫn đến là đã không phát hiện ra được những cái việc mà không trung thực hoặc là thiếu khách quan của số liệu. Thì đấy là trách nhiệm của bị cáo, nhưng cũng bị cáo cũng trình bày thêm như vậy để cho hội đồng xét xử xem xét thêm để mà đưa ra những cái phán quyết cho nó phù hợp. Thế còn thì bị cáo cũng xin có một số ý kiến thế này, thì xin phép hội đồng xét xử cho bị cáo nói. Thứ nhất là anh em trong đoàn thanh tra này là những người mà công tác. Bị cáo bình tĩnh trình bày. Xin lỗi đồng xét xử, anh em trong đoàn thanh tra là những người đã làm công tác trong ngành thanh tra rất lâu lắm và là những người rất tốt. Trước khi xảy ra việc này là những người mà chưa hề mắc khuyết điểm, thì chưa nói là đến tội lỗi. Chính vì vậy có thể là từ nhận thức chưa đầy đủ, chưa đúng về cuộc thanh tra này đã dẫn đến những cái hành vi là báo cáo chưa đúng với kết quả làm, và dẫn đến cái hậu quả là tất cả hiện nay đứng trước pháp luật để nhận những cái tội lỗi của mình. Nhưng đây bị cáo xin khẳng định một lần nữa là tất cả đều là những người rất tốt trước khi cuộc thanh tra. Chính vì vậy mà bị cáo kính mong hội đồng xét xử xem xét để có được cái lượng hình phù hợp cho các bị cáo thuộc đoàn thanh tra. Xin hết. Bị cáo cho biết là ngoài cái việc là 390.000 mà khi vụ án xảy ra thì gia đình đã nộp lại đúng không? Gia đình khắc phục ngay rồi. Khắc phục ngay. Thế thì bị cáo sau khi vụ án xảy ra bị cáo có bị thu giữ gì nữa không? Bị cáo không bị thu giữ tài sản, chỉ có cơ quan điều tra có giữ bị cáo hai cái điện thoại. Hai cái điện thoại. Vâng. Còn gì nữa không? Dạ không. Đối với cái hai điện thoại này bị cáo có ý kiến gì không? Dạ. Đối với hai cái điện thoại bị cáo có yêu cầu gì không? Nếu trong trường hợp mà cơ quan điều tra giải được, giải cho bị cáo thì bị cáo xin nhận. Còn nếu mà trong trường hợp vì lý do nghiệp vụ hoặc gì đó mà cơ quan điều tra thu giữ thì bị cáo chấp nhận. Tức là hai cái điện thoại này là trong cái thời kỳ mà bị cáo sử dụng để liên lạc với đoàn thanh tra, chỉ đạo trong công tác thanh tra và cái công tác làm việc của mình gì đúng không? Vâng. Bị cáo về chỗ đi. Vâng, xin cảm ơn xét xử. Phiên tòa sáng nay nghỉ tại đây, giao bị cáo tạm giam cho các đồng chí công an.